Đây là bữa cơm gia đình của em nha cả nhà. Sáng nay em làm cái món vịt xào sả ớt nè. Đó, cả nhà nhìn thấy một cái màu sắc rồi, tuyệt vời chưa? Đây, chén nước mắm chua ngọt. Còn đây là dĩa gỏi vịt nè. Đó, gỏi vịt. Tại vì em mua vịt hơi nhiều quá. Rồi em làm một dĩa gỏi để ăn cơm. Còn đây là dĩa vịt xào sả ớt của em. Rồi đơn giản hai món vịt. Cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Mời cả nhà cùng dùng món với em nha.